Xin chào các anh em yêu âm nhạc nhé. Hôm nay em với giới thiệu cho anh em mới về được hai đôi loa Pioneer V16. Dòng này thì em cũng giới thiệu cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà có một điều đặc biệt được cái là về là trùng seri hết cả hai đôi nhá. Em về được 5 đôi thì có hai đôi là trùng seri. Hôm nay em chỉ giới thiệu cho anh em là hai đôi chơi trùng seri. Đây là cấu hình của nó thì là vẫn là 2 bát 20 và 2 chép có seo chỉnh. Em giới thiệu chi tiết đây. Thùng vách là căng đét rất là đẹp, rất là 2 bát 20 nhá. Còn loại này thì dòng này thì củ bát thì nó là đặc trưng của dòng Pioneer, mà đến bây giờ thì thực sự ra trên thị trường có rất là ít. Để mà nói về kể cả các cái dòng loa karaoke như thằng BMB hoặc là Bow thì trên thị trường này có rất nhiều loa tàu làm nhái. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt được của dòng Pioneer này thì không làm nhái được các bạn nhé, vì củ bát của nó là sắt xi là 7 sắt cầu vồng. Thế nên là kể cả những con tép ở đây em giới thiệu. Là không làm nhái được. Còn tuyến loa thì rất là đẹp. Tuyến loa rất đẹp. Đây em giới thiệu sang bên này. Đấy. Cùng qua đây. Đấy, thỉnh thoảng thì có những cái cặp e căng cũng bị thủng lỗ này, nhưng không tránh khỏi. Nhưng mà về tuyến loa thì rất đẹp. Tuyến loa thì nét căng. Dòng này rất là bền. Và để cả có kể cả trong trong loa thì phân tần rất gấu. Và nó có cái dơ le để bảo vệ bát và chép, thế nên là bạn không mấy. Đấy, diabetes là sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường, được bào chế dưới dạng viên súc. Đây em sẽ xin giới thiệu ở đằng sau đít. Đây, series của nó là 02280. Đây cũng 02280. Đấy, đôi này trùng seri nhá. Đấy, các bạn nhìn tổng quát thì thùng vách rất còn rất đẹp. Đấy. Và đây đôi này nữa. Đôi này nữa cũng trùng seri. 12349. Ở đây cũng 12349. Đôi này thì nó còn hơi bị lấm tấm do vận chuyển, nhưng mà thùng vẫn còn nét lắm. Đấy, bây giờ em test cho các bác xem. Em đang